Mình phải đọc mình thì chỉ là mình dùng ai cũng biết về cái gì mà từ lời bài thì chúng ta thấy vốn tập làm mà nó thì về cái phần học thể và nó có sự gì cũng có biết giá trị cái vốn nó cũng làm cái phần nó rồi mình có nên dùng hình ảnh gì ở đâu gì ở đấy để cho ta làm sửa không nào đi với ở trong trong vốn nó thì cái gì trong mắt bây giờ bị đau mấy nó thể ở trong vốn nó thì xem mà bao mẹ thú tập qua rồi phải là số tập vật đó ta đủ vốn nó phải quá nghe này ở bên đây bên đây đi đây ở bên đây má tao chào tao chào mà là đây có cái tên mà một hậu đi đấy ta đủ phải bảo bằng nhá thì rồi video đi bộ chính ra khả năng mới sửa đi đấy tao chào mà là người đẹp vốn nó nghe này là người ta đủ phải tập cụ nhà đấy thì bây giờ thì không là cái này mà mình chơi này là như chơi cái nào bộ nó ở khoa là số như cái cái sao bộ gì ở đông thì được nhà bộ nó rồi sai đó là thì bây giờ nó chỉ sửa mà cái này là sai mà là sai đó là chỉ sửa nó cũng được mà đó thì tập phát đá sử dụng hai đó phòng là đi là sai đó là mình tập phát đào bên đây để đi là để phòng là đi được đó và bây giờ đây nó được lấy cô sửa cái này đi tạo ra những cái gì mà khác biệt cái đó nó rồi lấy cô sửa cái này thôi thay đổi cháu tập phát đào này là mới cái sản này sử dụng cháu sẽ tập phát đào mới cái sản và sẽ phòng là đi chỉ đạo bạn nhá rồi thì tập phát đào tập phát đào phòng là đi được nhà đó nó bây giờ đây tập nhà cô tên nhà mình cái gì mà khác biệt đấy tập nhà cô khác biệt tập phát đào này là sử dụng sau khi ăn thuốc các ông bị cái giám sát không nhà lý chỉ bảo mẹ nấu thức ăn rất sạch ăn thật đi trong ngày ăn bị cái giám sát thuốc các ông nữa vì thế đông cô ăn thật đi nên ngày thuốc các ông bị cái giám sát số lượng không nhà luôn nữa vì ông ngày để số lượng bị cái giám sát thuốc này ngày để ăn thật đi ngày để ăn bị cái giám sát thuốc các ông chỉ bảo không nhà nếu thuốc các ông không nhà đến đấy thì cái phần mà nó sử dụng ngày chắc chỉ bảo được nữa phải học tập đi làm được nữa tập đi cái giá tiền mình xin nhá và đi ra đó phải để xin rồi xem nhiệt độ của nó bây giờ là nó nhiệt độ của cái này anh khai nhiên được gì mà có thể nhiệt độ thời gian và đi nào mới cái giá tiền mới xin nhá tổng nhập và đi mới cái giá và cái phòng nhà mới xin đấy nó thằng nào cũng như cô kiểm tra chỉ vậy mà kiểm tra cần hoặc số những khối này xem nhá nó còn như cô ở khối mới cái giá và cái phòng nhà mới xin vậy nhá đã là đi được bao giờ ở đây nó sử dụng bằng chụp bây giờ của nó phòng nhà còn là chép chép vậy nhá thì còn là cái này mới xin rồi nhá và đi chép như vậy nhá và đi cô thì đi chép cái giá như vậy đấy khối chép như vậy nhá thì cũng như chạy cái sao vậy đấy, tôi còn không chạy như vậy, anh mua hai chạy thế này mà, nhưng mà chạy như vậy, anh cũng chạy được thì đang chạy được gì, dù đông gì đó, dù đông gì đó, cái sao được vậy đấy bọn nhá, nên là mình sẽ có ai luôn đấy, phòng nhà gì của ai luôn đấy bọn nó, chạy cái gì của mình ra thu lại khám á, thì sao mình nhà lừa ông sắp quen show chương trình như khám á, nên nó thấy cái đó thì bọn nó ông mà phải là số nhá, cái sao đúng vậy, mình ra người ta sao đúng vậy thì chỉ bảo là bọn nó, rồi sao đúng vậy như vậy chỉ làm được nhá, rồi video đi của ta bây giờ chỉ chụp vào đó được chứ mà nhá. Nếu như channel này có mình sẽ có anh em bố nó bài bài mà thì cho nên đi bài bài này bảo cái là dòng đi nên ra để mình xin là chỉ phải có khi cũng như vậy đó mà bảo cũng như vậy là anh em đi ra để mình xin nhà cửa của đấy cho nên thì tập bài đó anh em sau video đi cái này mà video đi cái này mà đi xa đi thì sẽ gặp gặp lại bạn nhé. Cái đó mình sẽ có anh em bảo cái khó gì mà khó gì nào đó thì mình sẽ đi mà lâu mà chỉ bảo nhé. Long mà chị bảo không nhá, ở bảo bê đi, mà phải đi đâu thì em đi bảo, cho nên channel đi mà lại sắc khỏe cái channel thay ông này cho nó đến nhà phi đồ video của anh em này, tuy nhiên thì chị em mà phải bảo được nhá, ở đó như thế này thì chị sẽ đấy, có sai phi video cái này thì anh em này tuy nhiên thì chị sẽ nói suy nghĩ nó, cho nên cái khu channel đi của ta về lại sắc khỏe nhá, phi đồ video của này cả nhà bảo được nhá, ở đó vài ván nữa thì bị thay rồi thì anh em chỉ biết bảo bê khỏi chuyện mà khỏi chuyện không bảo không nhá, mình sẽ luôn anh em. Tôi đi cái này tôi đi nào cái gì ấy có một chuyện nào tiền đi vào tiền không được vào cái gì đó sao giờ đi ra để bài mà không được bài đó thì làm cái đó mà tiền tôi đi cái này tôi đi ra đó tôi đi không nhận là kia thì để ra cho một lúc tôi đi cái này tôi đi một cái tôi đi cái này tôi đi một cái sao giờ đi ra mà bài vàng nào bài vàng nào cái đó còn nhà cũ sửa cũ khó sao sửa mình được cũ không phải mới không nhá bài vàng nào cái số này đấy cho nên mình xin nhà alo mới đi làm gì đó đi đâu gì đó thì mới được thêm mới không nhá hội nhìn này vào nhưng mà ở đâu nó sao được anh mà à đông người nhà phải lấy tiền đúng rồi phụ trách thì mới giao người vậy lâu cả nhà đẹp rồi đó từ lúc nhộn lâu cả đi đấy còn anh thấy lâu cả đi đấy khoan đi bố đấy anh đông mới xin nhá nói là giờ bao giờ lên mấy người ta chọn anh đi qua nhưng chỉ vài không nhá ở giữa xa ra sẽ xe xa để đi qua nhà chỉ ba mấy làm như đôi đôi bỏ mà đấy vì mình nhà sang cái làm như chỉ bị ở chỗ trong bốn lúc cho phụ trách cả là đi chụp tiền như vậy sửa ở giữa xa bao nhiêu người chỉ bao nhiêu là mình lên tiền đấy như chỉ giờ thì lâu cả nhà đẹp xoay đi bố đấy cho nên là cái cơ là mình phải hong nhau giờ cô biết rồi thì bà mới xài để video để tôi ra để tôi mới xem nhà này alo mới ở đây sau khi trả bài nhá thì đó thì video liên quan tới video ở đây để tôi mới xem nhà của nó sẽ tới trên đấy cái này nhà tôi trên này xuống như này đấy giờ chỉ xây cho sao thì cái này nhà tôi ra đấy bây giờ nhà tiền video có mình xem ra nhà tiền bây giờ bảo được nhá cho nên xin mời cái này tôi mới xuống như ở thu ở đây chắc đi tập vụ nên là chỉ đảm bảo mới là đi vào làm việc tương đối số cho nên xin mời tôi nhé thu ra về trên này đấy có mình xem nhà tiền để tôi vào trên này đấy bảo nó khoa trong cho cô biết rằng đấy nên cũng có mình xem nhà này là người ta biết rồi thì phải là thế nhá thế đó commission này là giảm đi nó kêu mà sẽ thu ra cái tiền ra nó thu ra cái tiền này đi commission này tiền này tôi cái tiền này đi commission này đi tâm mà thà đấy khoa trong cho phố xa bị rồi phi ra này commission này xa bị rồi nhà bạn đấy
၃၀၀ရေပေါင်းကြဖို့ဆိုရင်ကော်မရှင်က၆၀၀ခိုင်နော်၅၀၀နဲ့၅၀၀ချက်ဆိုရင်ကော်မရှင်က၈၀၀ခိုင်နော်တသိန်းနဲ့တသိန်းမှုအထက်ဆိုရင်ကော်မရှင်၈၀၀ခိုင်နဲ့ပေးပါခင်ဗျာပြီးတော့ထိုးကြေးလေးတွေများများလို့ရောင်းရလို့တက်တယ်မရှိမှကော်မရှင်နှုတ်ထားလို့ဒီကလည်း၈၀၀ခိုင်နဲ့၉၀၀ခိုင်နော်၁၀၁၁၁၂၁၃ဟာတက်ဖြစ်ပေါ့နော်တို့တို့ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကလည်းကျွန်တော်ကဘယ်မှာမရရှိနိုင်နေလဲပေါ့နော်ကိုတင်နေလို့ပြင်ပါပဲရရှိနိုင်တဲ့အထူးအကျိုးခံစားခွင့်အခွင့်အရေးလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရောစားပိုင်းနဲ့စိတ်ချယုံကြည်စွာခံစားလို့ရမယ်တောင်းတထားတစ်ခုနေနဲ့ကော်မရှင်ကြီးမှာအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ကိုတင်နေတဲ့ပြည်ကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39969689690ဆက်သွယ်ပြီးဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဒါနဲ့စိတ်ချနဲ့ချနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝနဲ့ဆက်သွယ်ဘိုင်ဘာလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြေကြီးများအားလုံးအတွက်ဒီလည်းပဲမှန်ကန်ပြီးရင်းချင်းစိတ်ချမှုအပြည့်အဝနဲ့လုံးလုံးကိုင်းလို့ရစီရပါမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတောင်းလို့စောင့်နေပေးပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ဆက်သွယ်ကြည့်ပါဆန်ပြီးတော့ပဲဖြစ်လက်တွဲကြည့်နိုင်ပါရခင်ဗျာဘယ်လိုလုံးလုံးကိုင်းလဲဆိုတာကိုအကြိုင်တော့တစ်ခါလဲရှင်းနေပြီးတော့လေးပါပဲနော်အဲ့တော့မြေကြီးတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာလည်းစိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ပါလိမ့်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်တပတ်တာပရိဒိုင်းမျိုးပေါ့နော်တပတ်တာပရိဒိုင်းကတော့ဇာတ်ရုပ်လေးတွေပါတပတ်တာဇာတ်ရုပ်မျိုးပရိဒိုင်းမျိုးဆိုရင်နှစ်ခုံပဲကိုနေရရတာပါအဲ့တော့အပတိုင်းမှန်လာခဲ့တဲ့ break ပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှလည်းကျွန်တော်နေနဲ့နာမည်လေးယူစားပါရခင်ဗျာဒီတော့ကြောင့်မင်းစီများအနေနဲ့ break မျိုးကစားရမယ်ပတိတလုံးကစားရမယ်ခဏအရေးတော်ချင်းတူတူပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့် break မျိုးကစားမယ်ဆိုရင်တော့ယခုကမ်းတဲ့ဘက်အတွက်ဒီ break ကတော့အထင်ဆုံးအောင်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူစားထားတယ်ပေါ့နော်ထင်ပါတယ်အကြိုက်ကြိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနေတဲ့မင်းစီများအားလုံးလည်းကျွန်တော်နေအကြိုက်ချင်းတူမယ်အဲ့ဒါအကြိုက်ကလေးတွေထပ်တူကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်အတွက်မှလည်းဒီနှစ်ခုပိတ်နေလည်းကစားကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ formula လေးတွေရောတပတ်တာပြီးတပတ်တာပေါ့နော်ပရိတိုင်းတွေရောအားလုံးပောက်ကလေးတွေထည့်ပြီးအောင်ခစားနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့ပေါ့နော်ပောက်ကလေးတွေရောထည့်ပြီးအောင်ခစားနိုင်ကြပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးလည်းအကွက်ကြီးကြီးမိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကဲကောင်းကြပါစေအစီအမေကြပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ချက်ရရှိတဲ့ဒီပရိတိုင်းလေးကိုခစားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ချက်ခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် formula လေးတွေကိုထိုးခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်မရှိလို့ဆိုင်နေတတ်တယ်ဒီလိုကနန်ကိုမဆိုးဘောနော်တခြားသောဒီလိုကနန်ကိုမဆိုးထိုးခြင်းလို့ပဲဒီဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဒေချာလေးရေးပေးထားပါတယ်အတန်းနဲ့ဒေချာလေးပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ39969689ဆိုတဲ့ဘိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ပါဘိုင်ဘာအသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲတယ်လီဂရမ်အကောင့်ခွင့်ရရှိလို့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုပဲတယ်လီဂရမ်အကောင့်ကနေမှဆက်သွယ်နိုင်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စီလီယုံကနံပါတ်တွေဆက်သွယ်မိတာမျိုးတွေကိုပြောင်းလို့မဟုတ်လို့အများအားပထမဦးဆုံးတတိထားရမယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေါက်ပေးရေးနံပါတ်လေးပေးပြီးတော့ပေါ့နော်ခဏနဲ့ပေးတာမျိုးလည်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီတော့ဒီလိုရောမှနံပါတ်လေးစီလီယုံမှ channel လေးရှိခဲ့မှဆိုရင်မျိုးအနေနဲ့ပေါ့နော်အတူပါလေးတွေတတိထားပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါခဏနဲ့လာရောက်ထုတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ Viber နံပါတ်ကိုလည်းအတန်းနဲ့ရောလေးရင်းနဲ့ပါဒေတာလေးရေးပေးထားတဲ့ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးလေးကိုဒါပဲဒေတာလေးမှမားသေးပဲစီစီဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏနဲ့ဆက်ချက်တစ်ချက်နဲ့လာရောက်ထုတ်အားပေးနိုင်ပါလေလို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်ကတော့မနက်ခင်းမှဆိုရင်7:00နာရီကနေထုတ်ချိန်လေးရရှိပါမယ်။ညနေခင်းမှဆိုရင်3:00နာရီ50မိနစ်ကနေထုတ်ချိန်လေးရရှိပါရခင်ဗျာ။ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ဒီပိတ်ချိန်ကြီးကိုမတိုင်းခင်းပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဆက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့မှမားစီတဲ့တခြားလေးစီစဉ်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏများအားလုံးနဲ့ဒီဒီချက်ချစွာဖြင့်ခဏများလာရောက်ထုတ်အပ်ပေးနိုင်ပါလေလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျေးဇူးတွေခါလေးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်လည်းလက်တွေလုံးခံရတဲ့မက်ဆီဟောင်းလိုက်ရောရုပ်ပြီးတော့တပတ်ကနေမှစတင်ပြီးတော့လက်တွေလာကြတဲ့ကနေလာထုတ်ကြတဲ့အတိတ်မက်ဆီများပေါ့နော်။လုပ်ငန်းတို့အမြင်တွေလေးပါပေါ့နော်။လည်းလည်းအများကြီးတဲ့ကနေမှဒီဒီလေးတွေကိုထောက်ချီရှင်းချစွာပြပေါ့နော်။ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်တွေလုံးခံပြီးတဲ့မက်ဆီဟောင်းလိုက်ရောမက်ဆီတင်ရအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေမှအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်မှနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးမှန်ကန်မှုဒီဝါနဲ့ပဲရှင်းဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်ဒီတော့ကြောင့်လည်းကြည့်ရှုနေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းကလည်းမအလိုလိုပါမိတ်ဆွေများပါမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသိချင်လက်ချနဲ့ရရဲ့ကြည့်လို့ဒီစိတ်ကစားပြေဆက်သွယ်နိုင်ပါလေလို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အားလုံးလည်းကြည့်ရှုပေးကြရတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အချိန်ကြီးကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်အားလုံးလည်းနာမည်တစ်ပတ်မှကံကောင်းမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေပေါ်ကနေမီဖီနီရှာဝင်ချပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းဝေပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ